Anh ơi. À, đây, 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 ông bảo này. Gà tần là mình cháu cứ phải làm hết cái suất này nó mới mới bổ. Đây, đây, đây. Ăn nhiều thịt bò cho nó bổ máu. Đúng rồi. Ăn đi. Ăn đi. Đó, đây, đây, đây. Ăn cả miếng xưa này nữa. Ăn đi. Ăn nhiều vào, không cho ăn hết đấy. Mạnh lên. Đây, đây, đây. Nè. Đây, ăn đi. Ăn đi con. Để bố với ông phải suy diễn và lo lắng cho con là lỗi của con ạ. Lần trước cả nhà giấu con việc ông đi viện. Con giận bố, giận anh Đông thế nào con nhớ không? Hôm nay bố không giận con về việc con giấu, tự đi mổ một mình. Bố chỉ giận bố, con mình ốm nặng thế mà mình không biết gì cả. Kìa, thôi. Hôm trước cháu thương con này bị nan y, cháu cũng buồn, tự trách bản thân mình mà làm anh chưa được tốt. Sau có xảy ra chuyện gì thì cũng nên báo về. Biết là ở nhà có thể chẳng giúp ích gì được cho cháu, nhưng mà cứ báo về để cả nhà biết là cháu vui hay buồn, yếu hay khỏe, công việc khó khăn hay thuận lợi nhá. Con xin lỗi ông. Con xin lỗi bố. Cả tao nữa. Tao bị mày giày xéo cảm xúc. Đau. Đau đây này. Em xin lỗi anh. Mà anh cũng làm anh chưa tốt thật. Ơ? Anh phải rút kinh nghiệm đi, không thừa đâu. Rút cái đầu mày. Dành còn làm cho cả nhà sợ xanh mắt mèo đi. Làm cho anh mày khóc cả đêm. Ngày siêu mệt, thế mà tối con được ăn cơm bố nấu. Nghe ông mắng anh Đông, mà lại còn cãi nhau với anh Đông nữa. Nhất luôn rồi. Con yêu cả nhà, con xin mời cả nhà một ly. Nào, rô cái đứa nào. Cả nhà mình ơi, à. Một, hai, ba, rô. Nhiều vào. Ông ơi, gắp cho cháu. Đây. Dạ, cháu xin.